mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Tiền ơi đây. Thì các bạn ơi, hôm nay mình bệnh rồi. Nghe cái tiếng là biết mình bệnh luôn á. Hôm qua tự nhiên cái mình đang ngồi làm khom khom gì nè, cái đứng dậy cái say sẩm mãi trơn. Thì mình đi khám bệnh á, thì người ta đo máu nói là mình bị tụt máu các bạn. Thì mình về uống trà đường rồi uống thuốc, chích thuốc hôm qua tới 2 mũi luôn. Bây giờ mình cũng đỡ đỡ nhưng mà vẫn còn say sẩm mặt mày hoài luôn á. Không thể nào bỏ cái kênh mà không ra clip cho các bạn xem được, nên mình cố gắng hôm nay ra làm video đơn giản thôi cho các bạn xem nha. Mong các bạn thông cảm cho cái giọng nói của mình nha. Tại vì hôm nay nó hơi mệt đó, nên mình nói chuyện cũng hơi nhỏ, nó có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Bữa nay Tiền mặc cái áo chịu view của Di Tú nè các bạn ơi. Thì lúc trước Tú thường hay mặc cái áo này để đi quay clip, và rất là nhiều clip mà được đạt chịu view luôn á. Nói chung cái áo này của mình với Di Tú cũng có khá là nhiều kỷ niệm luôn, nên tụi mình treo chân trong nhà. Bây giờ mình mới lấy ra mặt để quay clip. Thì hôm nay Tú không có quay clip chung với mình được các bạn ơi, tại vì tụi mình đang đi kiếm nhà trọ cho Di Tú ở gần đây nè. Rồi Tú sẽ không lên clip chung với mình nữa, tại vì cái như gia đình nào xem thì kia mất công các bạn. Mình thể hiện tình cảm trên đó thì kiểu như là gia đình xem sẽ không được vui, nên mình tôn trọng hai bên gia đình luôn các bạn ơi. Tụi mình sẽ làm clip không xuất hiện cùng với nhau chắc một thời gian khá là dài luôn á. Sắp tới mình sẽ ra những video sinh tồn rồi đi nấu ăn ngoài đồng này kia, hay là đơn giản như thế này cho các bạn xem nha. Mong là các bạn yêu thích Tiền thì nhớ ở bên cạnh ủng hộ Tiền nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em, và đừng có bơ em luôn nha. Anh chị nào lớn tuổi hơn em á, chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay bệnh rồi các bạn ơi, không có còn giật giống như trước nữa nha. Ok, thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bếp lò nè. Cái bếp lò này thường là tụi mình nấu ở đây. Ở chỗ này giờ này nó khá là mát luôn. Chỗ này hơi có bị gác chút xíu nha. Chút xíu mình sẽ lấy cây chổi với lại dao ra để mà mằn cỏ cho sạch sẽ chút xíu. Cái view cho nó đẹp nên các bạn xem nó sẽ hay hơn á. Ở đây là củi, củi nhà Út mình luôn. Rồi mình sẽ nhúng củi để mà làm món ăn cho các bạn xem. Cái món ăn hôm nay là đùi gà các bạn ơi. Mình mua tới 7 đùi lần có mình nên mình ăn mua tới 7 đùi luôn á. Tại vì nó sẽ nhiều chân cho nó coi được hơn. Các bạn mua 1-2 đùi thì nó xàm lắm. Còn bên đây là me, ớt, rồi đường, rồi tắc nè các bạn. Nó với lại thêm một ca nước sạch nha. Đặng hồi mình có dùng nước me các bạn. Nó cái chảo với lại muối nè. Ở đây là một cái ly trà đường của mình nè các bạn ơi. Nãy tự nhiên mình rửa gà xong á, cái mình ngồi vậy nó bị chán dán, mình bị chóng mặt, mình phải quậy trà đường nóng uống cho nó đỡ mệt hơn nha. Hôm nay Tiền sẽ làm một cái món ăn vô cùng mà gần gũi với mọi người luôn, đó là đùi gà sốt me nha các bạn. Lúc giờ mình cũng chưa bao giờ làm luôn. Mình thấy những YouTuber khác người ta làm rồi, người ta review ăn rất là ngon, thì hôm nay mình sẽ làm rồi review thử nó ngon hay như thế nào. Các bạn nhỏ nào ở nhà thì có thể kêu ba mẹ làm, chứ đừng có lên bật nước ga làm giống tôi là chết luôn á. Đùi gà này mình sẽ không để lên chiên trực tiếp luôn, mình chắc mình sẽ luộc sơ các bạn ơi. Ở ngoài chợ đùi cỡ này như là mình phải luộc sơ qua, mình bỏ cái nước đó đi cho ăn an toàn xíu nha. Với lại nó nếu mà có hạt the vô trong đây thì mình sẽ luộc sơ cho nó chín rồi mình chiên lên nó bảo đảm hơn nha các bạn ơi. Chiên không thì mình sợ nó sẽ ứ máu, nó không thể nào chín được, với là nó hơi khét nữa. Đây là cái ly trà đường còn nóng của mình nè các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn uống chung với mình nha. Người nào bị tuột máu á, thường lấy miếng và ít bông trà để vô rồi lấy nóng vô, xong rồi cái để miếng đường đó là lỡ uống là nó sẽ khỏe hơn xíu. Nhỏ lớn giờ mình chỉ uống trà em bé thôi à, chứ không uống mấy trà loại trà khác. Cái bình trà em bé màu vàng vàng á. Sẽ chắc củi hơn nha các bạn ơi.
dùng củi thôi chứ mua than mắc quá à, mất tiền rồi. Làm clip bình thường với bạn xem thì nó sẽ gần gũi hơn như những clip trước, như lâu lâu mình mới đổi khẩu vị là ăn cua hoàng đế kiểu vậy, như là lâu lâu mình có tiền mình sẽ đầu tư cho các bạn xem nó thay đổi nó sẽ hay hơn vậy đó, chứ đâu có tiền hoài mà mua những cái món hải sản làm hoài được đâu. Tự nhiên nấu cái nồi này cái mình nhớ là cái tuổi thơ mình ghê các bạn ơi. Hồi nhỏ cũng hay đi ra đồng rồi bắt nguyên một cái bếp như vậy nè, rồi mình nướng cá, rồi mình luộc cua này kia ăn á, luộc trứng vịt, rồi đắp đất trứng vịt ăn nữa các bạn ơi. Nhớ lại kiếm lại cái tuổi thơ mình khó lắm á. Không biết sao á, các bạn nào có giống mình không ha. Lúc trước á thì nói là gán mau lớn đi kiếm tiền lo cho gia đình, mau lớn để mà có thể đi chỗ này chỗ kia để biết nhiều thứ hơn, nhưng mà mình cảm thấy á, lớn lên rồi mình cảm thấy cô đơn rất là nhiều thứ, rồi mình mất mát rất là nhiều thứ luôn. Lúc mình còn nhỏ thì còn có ngoại bên cạnh nè, mình cảm thấy rất là vui luôn. Nhưng mà lúc trước các bạn, ngoại mình còn sống mình rất là vô tâm luôn các bạn ơi. Cái dạng như mê chơi nè, bây giờ ngoại mất rồi mình cảm thấy nuối tiếc những ngày trước lắm luôn á. Các bạn nào mà có được ngoại yêu thương thì xin mừng cho bạn đó, tại vì kiếm ngoại khó lắm, ngoại mất rồi không kiếm được nữa đâu. Từ nhỏ lớn thì mình sống với ngoại mình không mà, ba mẹ mình thì không có ở với mình, mỗi người một nơi, bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi. Mình cũng sống với mẹ từ lúc trước, mình sống với ngoại trên quê đi học này kia, là ở với ngoại từ nhỏ lớn luôn. Mẹ đi làm gửi tiền về để mà lo cho mình ăn học nè. Giờ ngoại mình mất rồi, mình đi về quê cũng đâu có ở dưới nhà ngoại mình được nữa đâu. Tại vì không có ngoại thì nói chung là ở đó cũng khó đó các bạn. Ở đó là nhà gì của mình đó. Mình đang ở nhà Út mình, Út mình nhỏ lớn thì như cũng là mẹ mình đó, rất là thương mình luôn. Rồi lúc mình còn nhỏ thì Út cũng làm lo tiền để cho mình ăn học, nuôi ngoại mình. Bây giờ ngoại mất tiêu rồi, cảm thấy rất là buồn luôn. Tuổi thân nữa. Lúc mà ngoại mình mất thì Tú là người ở bên cạnh mình rất là nhiều, động viên mình nữa, nên mình rất là quý cái tình bạn, cái tình cảm này nha các bạn. Đùi gà nó luộc cũng chín sơ sơ các bạn ơi, mình sẽ gấp ra ghiệu quá nó sẽ không ngon, tại vì mình luộc vẫn cho nó hết máu rồi à, rồi mình chiên nó sẽ dễ dàng chín hơn, với lại nó ra bảm hơn, cái gì đảm bảo hơn á. Khói quá à. Mình sẽ gấp nhẹ nhàng để cho nó đừng có bị lủng nha, lủng nó sẽ không đẹp đâu. Dẫn quá chứ, hồi lúc nhỏ mình cũng muốn ăn lắm á, tại vì thèm đâu có tiền mua đâu, nên bây giờ ăn ngán luôn á. Hôm nay á bạn ơi, mình tàn sát cái chảo chống dính của Út mình rồi, tại vì mình chiên mấy chảo kia nó sẽ dính, nó sẽ không ngon. Không sao đâu, mình làm xong mình sẽ vô chà rửa sạch sẽ thôi, còn nếu mà nó không ra mình sẽ đi mua cái mới. Ơi nó còn bị nghiêng nha, để mình sửa lại, nóng quá. Sửa lại, ồ nó nóng quá. Cái chảo này á, để cho nó nóng lên mình sẽ chế dầu vô chiên nó không có bị văng nữa các bạn ơi. Các bạn nhớ lưu ý điều này nha. Còn nước mà để dầu vô chiên một cái là văng á, cái mặt gỗ không luôn. Tiền sẽ đợi cho nó nóng dầu lên rồi mình sẽ bỏ đùi gà vô chiên nha mọi người. Mình sẽ đi cắt một cái tàu lá chuối để mà lót lên cái mâm gà của mình nha. Chắc mình nghĩ cắt cái tàu non này quá à, thì nó khá là màu rất là đẹp. Dạ, đây. Sắc tỏi đang biết làm gì không? Tỏi lên mình sẽ khử me các bạn. Muối nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để đường vô nha. Đường hôm nay mình đựng ở trong một cái hũ khá là mini, khá là dễ thương. Dễ thương giống mình vậy đó. Ớt này mình đâm mình sẽ ngắt cái cuống nó ra nha. Sẽ bắt đầu đâm muối ớt chưa cay, trong thời gian này mình sẽ rút ngắn thời gian rồi. Mình không muốn thời gian nó uổng phí xíu nào cho. Gà lên các bạn ơi, nó vàng rồi nè, vàng màu trông rất là đẹp luôn nha.
vàng đẹp ra chưa. Mình chỉ cần đợi cho mặt bên đây nó vàng là nữa là mình sẽ xách me được rồi nha. Đây là lần đầu tiên mà Tiền ăn đùi gà xách me luôn á. Cái này là món này là nhân vật chịu lương lẹo chỉ cho mình á. Lần đầu tiên mình ăn luôn. Để hồi mình sẽ nêu cảm nhận mình làm như thế nào cho các bạn xem nha. Lá chuối khá là nhiều mũ nha các bạn ơi. Mũ này mà mình mặc áo trắng á, nó dính vô một cái rồi luôn. Ok, mình gấp nó ra rồi, bây giờ mình sẽ thử tỏi xong rồi mình sẽ làm cái nước me để mà sốt đùi gà nha các bạn. Me sôi lên rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để đùi gà vô để mà sốt với me nha. Như vậy nó sẽ thấm từ trong ra ngoài hơn. Nắp vẫn phải chửi. Như việc ngồi đây và mình chở qua chở lại thôi. Khi nào nó gút nước xuống thì mình sẽ nhắc xuống và thưởng thức cho các bạn xem. Ngon, các bạn nhớ làm ăn nha. Còn không ngon thì mình sẽ nói không ngon. Chắc mình nghĩ cái món này á, ăn là ngon lắm á. Chưa ăn đã thấy thèm rồi nè. Ớt nè các bạn ơi, nếu mà các bạn nào không biết ăn ớt thì đừng có cắt ớt nha. Tại vì mình là đứa rất thích ăn ớt nên mình phải cắt vô đừng cho ăn nó nóng nóng cay cay á. Không có ăn mình cảm thấy ăn lạc miệng lắm. Giống như những người mà hút thuốc các bạn, nếu mà người ta không hút thì người ta cảm thấy ta rất là lạc miệng. Rồi, nhìn hấp dẫn vãi chưởng luôn á. Nhìn nè. Đi vô ăn thôi các bạn ơi. Mình ra nắng để mà ăn cho quay nó đẹp hơn nha các bạn. Cái màu gà nó sẽ đẹp hơn. À, chịu nắng xíu thôi quay nó đẹp cho các bạn xem là được rồi, chất lượng hơn nha. Hôm nay mình đầu tư clip nó sẽ chất lượng hơn cho các bạn xem đỡ đau con mắt hơn. Tại vì clip mình không gà nó bị mờ, các bạn xem đau mắt lắm đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ ăn một cái đùi gà nhỏ đi. Ủa nó khá là nóng luôn á. Cái nước me dính tay mình nè. Liếm một miếng. Ây da, nó trơn quá các bạn ơi. Nó mình chấm với lại nước chấm siêu cay của mình. Cầm thêm cây dao. Mà các bạn thưởng thức cái đùi gà gan me cùng với mình nha. Xót me chứ, nó lộn. Bây giờ mình xin phép các bạn ăn nha. Nó ngon. Mình ăn á, mình sẽ hạn chế như ra tiếng nhiều á. Các bạn xem, có nhiều bạn nói mình chép khó chịu á. Thực ra là mình không chép, tại vì cái máy này nó hút vô quá, nghe cái tiếng bẹp bẹp thôi chứ không phải là mình chép. Nên các bạn thông cảm cho mình nha, mình sẽ cố gắng ăn không có nghe tiếng. Các bạn nhìn nè. Nó ngon lắm á, mình chấm thêm miếng me nè. Chấm thêm muối ớt không? Thử quá. Biết sao không, sáng giờ mình cũng đói lắm luôn á, mình phải ăn gì á. Rồi bệnh nó ngồi nắng chắc chiều nay mới uống tiếp quá. Dám chấm mình. Có miếng ớt dính. Không miếng ớt không? Kệ không sao đâu, lấy độc chì độc luôn các bạn ơi. Gà gan me mình có thể ăn được 3 đùa luôn á bạn. Nó ngon á, không có ngán. Còn chút chút nè, cho nếm nó gặm các bạn ơi. Đây là một miếng cái đùa nó xuất ra nè. Chấm kẹp ớt này nha. Nè. Ăn thêm miếng rau nữa nè. Mình phải ăn rau nhiều mới được. Bây giờ mình thích, rất là thích ăn rau luôn. Nắng quá vậy. Ăn thêm một đùi nữa nha.
thì mình thấy ăn mấy cái này nó rụng ra ngon lắm luôn á. Chua chua mà ngon. Ăn thêm miếng dưa leo. Mời các bạn nha, ăn nguyên trái. Ăn mấy cái này mà không có rau ghé ăn rất là dở luôn nha. Bây giờ kiếm cái đùi nhỏ nhất ăn ngon hơn các bạn ơi. Đùi này đi. Cái đùi này nó nhỏ nè, nhưng mà nó hơi nóng. Wow, nóng quá. Có cục me nè, mình sang thử cục me. Nó phê lắm luôn á. Đùi thứ hai nha. Ăn thấy thèm không? Nhà mình đâu, gần nhà tôi đi. Mỗi ngày ra đây ăn trực. Ngon quá. Quê đúng không? Ăn hết luôn. Ăn rau nhiều vậy nó ngon các bạn ơi. Ngày nên mình phải đem vô trong mát ngồi, ngồi nó nắng mình muốn ngạt mũi luôn vậy đó. Nãy giờ thì tụi mình xúm lại ăn thì còn có ba đùi à, không phải mình nên ăn đâu nha. Bây giờ mình sẽ cắn thêm một miếng nữa. Nói chuyện với bạn xíu rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Tại vì nãy giờ mình ăn khá cũng khá là nhiều món rồi. Mình cũng no, ăn vừa phải rồi. Hồi lúc giờ mình ăn no luôn á, cái bụng mình chà bá luôn. Mời các bạn đùi cuối nha. Quên nó, nãy giờ mình chưa nêu cảm nhận ăn rồi à, này như thế nào. Để nhai hết trong miệng rồi nói cho rõ hơn. Mặt mình bữa nay không có son các bạn, thông cảm nha, nó hơi bị xanh xanh. Tại vì mình bệnh á, mình không muốn hai son các bạn ơi, hai son bị khô môi á. Đùi gà sóc me này mình cảm thấy ăn rất là ngon. Nó không có dễ bị ngán bằng ăn những cái đùi gà kia. Mình cảm thấy ăn nó là kiểu như cũng có mắt ngay luôn các bạn. Ăn vô nó ngọt ngọt nè, nó không có bị hôi nha, tại vì mình luộc mình làm kỹ á. Nhiều đùi gà mà các bạn ăn nghe cái mùi cái dạng như mùi lông vậy á, mùi lông gà. Ăn vô nó ngọt ngọt chua chua nè, rồi mình chấm thêm miếng nước chấm cay cay nữa, nó khá là ngon luôn. Cái món này cũng khá đơn giản, các bạn nào không muốn luộc thì để lên chiên luôn cũng bình thường, nhưng mà nó lâu chín hơn nha. Đó, các bạn để lên chiên xong rồi à, các bạn làm nước sốt me rồi đổ vô, rồi cho nó kẹo lơ lấy ăn thôi. Nó đơn giản á, dễ làm nhưng mà rất là ngon luôn. Các bạn nào không tin thì sẽ làm thử cho biết. Món này ngon thiệt tình luôn nha. Video đến đây đã dài các bạn ơi, mình kết thúc video tại đây nha. Thì một ngày mà mình trải nghiệm mình ăn uống gì thì rất là thú vị luôn. Nó không như những cái clip mình cho thì thật sự là đem tiếng cười đến cho các bạn thiệt. Nhưng mà mình cảm thấy làm nhiều quá thì nó sẽ mất hay á. Cho nhiều quá thì người ta sẽ cọc, người ta sẽ dặn lên, nên mình lâu lâu mình kiếm một cái clip gì đó cho đổi không khí thôi. Còn những cái clip về sau mình sẽ làm ăn uống ẩm thực, đi ra đồng này kia, cho các bạn gần gũi với thiên nhiên hơn, các bạn gần gũi với cuộc sống thường ngày của các bạn hơn á. Cho những người làm xa quê nhớ là hồi đó tuổi thơ mình cũng gì nè, cũng giống bà này gì nè nó. Mình quay lên cho các bạn xem, các bạn nhớ hết cái video này để lại mình một lượt like nha, và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình. Kênh của mình đến giờ chưa nhận được tiền YouTube các bạn ơi. Thì khi nào mà mình nhận được tiền YouTube mình sẽ quay lên cho các bạn xem, cho các bạn mừng cùng mình nha. Cái đó là tiền mà các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, chưa nhận được. Khi nào nhận được thì mình sẽ quay lên đi quay cái hành trình nhận tiền như thế nào, rồi sẽ post lên mạng cho các bạn xem, thì các bạn sẽ vui cùng với mình.
lúc đó mình sẽ cùng team ăn mừng đó các bạn. Ok, bye bye nha.